này nữa nè, ví dụ như trước khi lấy vợ là có mấy bồ em á? Trời ơi. Có trải qua mối tình nào chưa đó, ý nói trải qua mối tình nào chưa, có thương ai chưa, cả hai luôn. Giờ Thanh Duy trước đi. Không, em thì Ê, nói thiệt nghèo, nha. Ê, nói thiệt nha. Thì nói thiệt. Không có ngập ngừng nha. Nói, một, trai đẹp là phải có rồi, chuyện đương nhiên rồi. Nhưng là bên Việt Nam nữa. Tình. Mấy? Bốn mối tình. Bốn mối tình là thật sự á. Bốn mối tình. Ba thôi, còn, ba. Còn không thật sự là bao mà, nhiêu. Mà đến mức độ nào rồi là quen chỉ là đi chơi vui vẻ. Không, đi chơi quen thiệt á chứ. Mình biết rồi. Thời thì học sinh thì quen kiểu học sinh. Lớn thì quen kiểu lớn. Không quen kiểu học sinh. Người đầu tiên bao nhiêu năm? 7 năm. Trời. Quen từ thời đi học mà. 15 tuổi quen rồi. Mà biết rồi, mà tao làm gì đâu. Mới 15 sao biết? Ừ, sao biết không làm gì? Sao biết? Đi học tôi quen là không làm gì đâu. Nhìn cái mặt nó mà biết không làm gì. Không lẽ làm nói. 7 năm, 7 năm giờ hồi phải cấp 2 hả? Ảnh có khai với em. Trời ơi, cấp 2 ma quỷ vậy hả? Có khai với em luôn. Ừ, có không? Biết rồi hả? Có. Là người đầu tiên là 7 năm. Thì quen tới lớn á. Người thứ hai. À, vậy là quen Kylie là bỏ người đó hay là bỏ trước rồi mới quen Kylie? Có 4 năm, 3 người lẫn. Mới người đầu tiên nè, còn 2 người nữa. Sao, sao, hỏi tiếp đi. Còn người thứ hai? Cũng 3 năm. 3 năm. Người thứ ba? 2 năm. Là 7, 8, 9, 10. 12 năm. 12. 10 năm, 12 năm có bồ. Giờ xong rồi tới ngưỡng này. Dạ không phải, ý nó là quen mấy người đó vẫn còn quen là quen Kylie hay là sao? Không, em được cái tính là em chia tay hết à, hoàn toàn clear sạch sẽ đúng không? Mới quen một người mới em không bao giờ quen một lúc hay biết không lần. Biết không em biết không biết em cũng kể hết không mà vậy không sao, cái này không phải là gì, cái show này cái xong hai chồng diễn viên trẻ nè, đẹp trai nè, hot boy nè, quen người lúc thì bởi vì chương trình này có cái luật là phải nói thiệt, nhưng đúng mà rồi. Mình cái hầu như những người bạn thân ai cũng biết hết, mình đâu có gì đâu phải giấu. Rồi còn tới Kylie, em á hả, nếu mà tính là quen mà gọi là quen thiệt á, không, bây giờ gì nè, hồi học sinh đi hồi thời học sinh là quen mối tình mà gọi là trong sáng ngây thơ là thanh mai trúc mã, mối tình đầu thanh mai trúc mã là nghe đá xanh thì xanh đó chứ trong trường đồ đó nắm tay nha. Năm lớp 10. Còn lớp 10 có bồ trước đó nữa, có lớp 7, lớp 8 là thích thôi, nắm tay là nắm ngón tay nè, kiểu là thích rồi tặng quà qua lại là vậy. Cái lên lớp 10 cái quen một bạn, là cái bạn đầu tiên là mấy năm? Bạn lớp 10 hả? Ừ. Quen tới lên Sài Gòn là chia tay. Trời ơi, vậy là bao nhiêu năm? Mấy năm? Không cũng, thì cũng 3 năm. 3 năm. 3 năm. Ừ. Rồi đứa thứ hai? Đứa thứ hai thì... hơi nhiều à. Cái này có kể rồi. Dạ, hai hết trước khi cưới phải không? Đứa thứ hai là 7 năm. Cô cũng 7 năm luôn. Rồi quề ha. Rồi đứa thứ ba? Đứa thứ ba là đây. Wow, vậy đây cũng mới có 2 người, cái này tới 3 người. Mà có cái mối tình nào đầy nước mắt rồi chia tay trong đau khổ không? Mối tình 7 năm, đầy nước mắt. Từ 7 năm lận mà ha. Nhưng mà giờ là quên hết không? Sạch quên. Xóa kia cùng. Ôi, hỏi kỳ vậy, chẳng lẽ bà nói bà nhớ? Không nhớ thiệt. Không có nhớ. Không nhớ, không nhớ, nhưng mà cũng có cái nó không đậm đà, nó mặn mà, nó chỉ là một cái, chỉ là một cái hoài niệm ký ức thôi. Đúng rồi. Nhưng mà để nhớ mà kiểu mà học cũng thích cô này thích cô kia, nhưng mà chỉ là một cái ký ức thôi. Ký ức thôi, bình thường. Mà để mình nói mình thương người đó, mình còn thương hay là không còn? Thì dĩ nhiên là tại giờ đang thương người này rồi. Ở người này mà cà chớn là chớn, mà không chừng kiếm người kia. Anh xui.